Chiều ngày 18 tháng 11, Tổ dân phố Lê Duẩn 2, phường Bắc Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tới dự có đồng chí Trần Suy Tưởng, Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, trưởng ban dân vận quận ủy. Tổ dân phố Lê Duẩn 2, phường Bắc Sơn có 357 hộ dân với trên 1.200 nhân khẩu, 98% số hộ có đời sống khá trở lên, trên địa bàn có hai hộ cận nghèo không còn hộ nghèo. Công tác chăm lo giáo dục, chăm sóc trẻ em được quan tâm, trong tổ không có người vi phạm pháp luật, không có tội phạm hình sự, không có băng nhóm trộm cướp, không có tụ điểm cờ bạc mại dâm ma túy lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy, việc cưới việc tang tổ chức theo nếp sống mới, nhân dân thực hiện tốt phong trào năm không ba sạch, tổ hoàn thành 100% chỉ tiêu khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và các chỉ tiêu thu ngân sách quỹ vận động. Năm 2024, Tổ dân phố Lê Duẩn 2 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với việc hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua yêu nước khác của thành phố và quận phát động.